sao? Em bị thoái hóa đốt sống cổ. Rồi. Bị gì nhỉ? Đau dây thần kinh tọa. Ừ. Các tình trạng thì vẫn ngủ với cả đau đầu ạ. Sao? Đau đầu mới mất ngủ ạ. Đau đầu. Rồi, cái này đơn giản thôi. Dạ vâng ạ. Ừ. Em kéo lưng, kéo cổ ha. Rồi bẻ lưng ha. Rồi cho chị này uống rượu ớt với chòm đá hết rồi. Rồi, anh nằm lên. Dạ vâng. Nằm đâu rồi? Em nằm đâu ở đây? Này đâu ở đây? Nằm đuôi lên chị. Rồi, ok. Xuôi tay xuống nha, xuôi tay xuống. Ok. Rồi kéo cái cổ luôn. Rồi bẻ cái lưng á. Rồi xong rồi. Xong rồi. Để mà chữa cái bệnh của em á, thì thực ra là cái cô chị học ở đây rồi, có cái phương pháp là ăn 16-8, bắt buộc phải ăn 16-8. À, rồi hút không khí, rồi chườm đá, nếu chườm đá thì chườm ở gan với cổ vai gái, rồi uống rượu ớt thì mấy cái chứng nó hết, cũng không có chuyện gì. Cảm ơn thầy, tại vì chị em cũng vừa mới mua đá. Rồi đó đó, thì vậy đó. Chứ mua rượu ớt uống. Dạ vâng ạ. Rồi, ok. Rồi rồi. Tiếp em. Rồi sao? Thưa thầy, là nói chung là cơ thể bình thường. Ừ. Giờ chỉ có một cái u ba đậu ở đây, thầy cứ xem ra là có giải quyết cách nào thì thầy hướng dẫn. Cái u ba đậu á. Vâng. Là chịu khó uống cái rượu ớt này. Dạ vâng. Lâu ngày uống là nó tiêu sạch hết rồi, không có lo. Dạ vâng. Thì thôi. Có tác động gì nữa không thầy? Tác động gì vậy? Tức là uống rượu ớt đá hay là gì không? À, chườm đá được càng tốt. Vâng. Tức là mình chườm ngoài cái gan thì mình chườm ngay đó, trực tiếp ngay đó. Thế cái này là chườm nóng hay chườm lạnh thầy? Chườm nóng. Vâng. Không có lạnh. Vâng. Chườm nóng. Cảm ơn thầy nhé. Rồi, ok, thôi được. Chúc thầy. Rồi, vâng. Rồi uống rượu ớt nha. Dạ vâng. Rồi, ok. Vâng. Cảm ơn thầy. Điện thoại. Bệnh của chị á là kêu bằng làm mái lại hết. Làm mái, làm móc lại hết. Ha. Thì đấy, hôm qua bấm bấm cái hơi muốn bầm ha. Cái này nó tẩm kỳ lên ra đó. Ha, kỳ hả? À, bấm nè. Vâng. À, thấy chưa? Không, cái này coi chừng mấy người cái này mấy cái trường hợp này em làm, đừng để đưa giao cho người làm vỡ mạch, thầy dẫn rồi. Thế thì phải ký đi hành rã, hành dùng vợ. Đó, đó, đó. Thấy không? Thì có cái tinh dầu bi lăng đó, kêu mua có chưa? Nó mua cái đó chưa? Rồi đánh vô trong đó. Rồi cái quan trọng á là đầu gối đau. Đầu gối đau thì sẽ làm cái đầu gối nha. Mà phải em làm kìa, làm nhẹ nhàng, đừng làm để cho mấy em làm nó nặng tay quá rồi không được. Rồi, tại vì bây giờ là giống như cành liễu vậy, phải săn sóc từ phần. Có điều, một điều là để mà có thể giúp cho chị đó, là chị nhớ mấy cái lời tôi dặn. Nha. Tức là ăn 16-8, hôm qua giờ ăn chưa? 9 tháng rồi. Ăn 9 tháng rồi hả? Ồ. Rồi húp không khí, rồi chườm đá. Rồi, thấy không? Rồi vài bữa mà có thuốc nhào hoặc là cốp thì uống thêm. Thì bây giờ chưa có. Nha. Nhau em muốn uống Sài Gòn rồi. Ôi thôi được rồi, vậy uống thêm. Uống là thấy có đỡ chứ. Được. Ráng uống thêm ha. Dạ.
rồi tại vì trong trong đó thiếu nhiều quá không đủ, bây giờ đang là làm thêm đó, rồi xong rồi đó là duy trì cái chuyện mà ăn 16-8 cho thiệt nhiều, là thường xuyên nha. Nhưng mà khi mà ăn 16-8 á thì nhớ là buổi trưa với buổi chiều phải ăn cho đầy đủ, cá thịt để đầy đủ đàng hoàng, đừng ăn chay nha, tại vì lúc đó phải có chất dinh dưỡng đầy đủ trong người mình. Rồi vậy đi ha. Như thầy ngồi tập thì em có chút xíu nó làm cái đầu gối cho nó mất cả nửa tiếng đồng hồ để làm cái đầu gối á. Ra là bấm ngón chính à, tức là thích cái vậy ha. Rồi làm đi cho thầy bấm ngũ hội tâm tinh, bả mê cái này. Trời ơi, người nào cũng sợ cái bả mê. Thầy đau quá vậy thì mày đâu rồi. Thấy không, biến dạng thấy không, tốt. Này bây giờ phải làm giống như máy móc, làm lại từ từ, từ cái hết. Giờ nó vỡ mạch hết rồi. Bà mà áp dụng mà làm thứ đúng như tôi nói á, rồi dùng mấy cái loại của tôi nói á, rồi thời gian sau là bà ổn à, không có sao hết. Nhưng bây giờ là bị cái tổn thương nó lớn quá rồi đó, rồi bây giờ mấy cái ngón tay ngón chân rồi nó biến dạng hết, thấy không, rồi mạch máu nó vỡ hết. Mà cái này á, là dùng thuốc tây không có được, dùng cái thuốc tây là nó còn bể mạch máu nhiều hơn nữa. Tại cái thuốc mà chống đông á, để với làm cho thông khí huyết á, của tây y á, thì nó lại làm vỡ mạch. Mình ra chỉ dùng cái thuốc cây cỏ thôi. Ok. Rồi gọi vậy đi. Cảm ơn thầy. Rồi phải ráng mới được, giờ chiến đấu từng ngày. Sao dạ, em bị tê cái tay bên trái với cả là cái phần hông với chân bên trái này, ở bên trái thôi. Dạ, bị lạnh chân cả. À, lạnh chân dạ. Hôm nay uống rượu hết chưa? Dạ chưa. Sao uống vậy? Bị dính là rượu ớt nó giữa mấy cái này. Ừ. Rồi còn cái bị vai trái với chân trái này là bao lâu rồi? Cũng khoảng 5 năm rồi. 5 năm rồi? Dạ. Nó cứ buồn buồn với cả tê tê thôi. Rồi có té có gì không? Dạ chắc là ngày xưa do em đá bóng nhiều. Trái. Rồi bây giờ giật cái vai tay với nâng vai trước đi. Nâng ra đây. Em phải thực hiện cái đó mới được.
chưa đau ạ. Dạ. Đau. Dạ. Rồi nên về là cao hơn. Kéo cổ kìa. Chơi cái nữa, cái nữa. Rồi, được rồi. Rồi, cái bệnh của em á, thì giống như mấy cái trường hợp mà chữa từ trước tới nay, cứ 16, 8 hút không khí rồi chồm đá. Mình chồm đá cái gan về những cái chỗ nào đau mình chồm. Nhưng mà cái cơ bản chính vẫn là phải uống rượu ớt. À, em đã nắm được quy trình rồi, bắt đầu dùng đi. Nha. Thì, mấy cái đó nó mới giải quyết được. Rồi tiếp đi. Hỏi là em là em nghĩ cái triệu chứng là rối loạn và tắc mạch máu não. Thế nhưng mà bị tương đối lâu rồi. Giờ ra bệnh viện là người ta bảo hết thuốc chữa. Hết thuốc chữa. Rồi ra là bảo là thôi anh về anh thích uống cái gì anh uống, không phải cái đơn thuốc. Thế em về chủ yếu là giờ chứ thỉnh thoảng chỉ uống cái hoạt huyết dưỡng não cho nó gọi là đả thông thôi. Rồi bây giờ triệu chứng chính thì sao? Thế là thỉnh thoảng nó cứ ấy xong nó rút cái tay này này. Đấy, rút nhiều khi nó khèo hết cả tay này luôn này. Khèo cả hai tay chân. Nếu như mà khi mà em cảm thấy nó khi bắt đầu nó lạnh lạnh và nó ớn ớn cái là em phải bấm luôn cái huyệt này. Thì nó sẽ giật cái tay này. Tức là giật nó khèo cái tay này nhưng mà nó sẽ không đưa lên đầu. Nhưng nếu mà em không xử lý kịp. Nếu bình thường em không xử lý kịp là nó sẽ đưa lên thẳng lên đầu là ngất luôn. Nó giật cho khèo người luôn. Dễ sợ gì đó. Đấy. Rồi bác sĩ có nói em hạ canxi huyết không? Có bao giờ nói em bị hạ canxi huyết không? Không có. Người ta chỉ bảo rối loạn và tắc mạch máu não. Nghe hơi lạ đó. Vâng, em đi trước đó là em đi siêu âm đi chụp cắt lớp não mà chụp hết thì nó không phát hiện gì cả. Sau em bảo bác sĩ nào và cho bây giờ bác có nghĩa là bác tách ra bác không chụp, tức là không cắt lớp toàn bộ mà chỉ chụp riêng cho em cái mạch máu thì cuối cùng là mãi sau người ta mới chụp 4 lần liền mới phát hiện ra được là cái mạch máu nó chạy theo đường thế này. Đấy, như là nhịp tim đập ấy. Chứ nó không phải là uốn cong, nó chạy đúng theo kiểu như này. Thế là nó mà tắc. Bác sĩ nào dám nói em vậy? Dám nói tắc mạch máu não? Ở bệnh viện 103. Mà nó tắc mạch máu não? Tắc mạch não em đâu ngồi đây. Tức là tức là rối loạn và tắc nghẽn mạch máu. Của em là rối loạn tuần hoàn não. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là cái mạch máu á của em á nó bị co lại hoặc là nhỏ hẹp đi. Nó làm thiếu máu ở một cái vùng ở trên não. Thành ra là em vẫn bình thường, không có gì ngoài cái trường hợp em bị rút cái tay thôi. Thì rút cái tay là em thử hôm nào em về em làm thử thôi. Thí dụ em thấy hơi mệt cái tay muốn rút á. Rút là khi nó rút mà không giữ được là nó sẽ đưa lên đầu luôn. Ôi dạ. Ngất luôn. Ngất luôn. Nó co rúm hết người lại luôn đấy. Thì mai mốt em về mua cái calcium sando á. Calcium sando. Thì em thử uống coi, nó là cái viên tròn vậy nào đổ vô nước nó sôi. Rồi em uống thử coi. Calcium. Calcium sando. Thì thử đi, thử cái đó vậy. Còn như mà riêng cái áp dụng cái phương pháp điều trị của mình á thì em biết rồi. Tức là mấy ngày nay em uống rượu ớt chưa?
em mới ra hôm qua mà. À vậy hả? Tên là ra là phải hướng dẫn cho em này cách này nha. Tại vì cái rượu ớt nó giúp cho mấy cái mạch máu á, nó rửa sạch hết mấy mạch máu, rồi nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông. Đã hôm qua thì em có lấy một chai rồi, thế nhưng mà mới lấy hôm qua thì em rồi. Nhưng mà phải em uống với sữa chua nha. Dạ dạ. Vì riêng ở trong cái sữa chua nó đã có calcium đóng rồi, nó có canxi đồ đồng, nó có những cái dinh dưỡng đóng rồi. Anh đang kết hợp uống cái đó. Em rồi có gì báo cáo cho tôi lại sao nha. Dạ, dạ. Rồi nằm ở đây đi. Kéo lưng kéo cổ gì. Đây là em ngồi viện này này. Rồi. Cái bàn này là em ở nhà là cũng bỏ một kia một rồi làm hôm nào cái bà đấy. Ừ. Mà cái bà đấy là bà nó 10 ngày đầu này là bà bình thường đi chờ bình thường. Ừ. Nhưng đến ngày thứ hai thứ ba em thấy bà một đi. Rồi. Mất cân bằng. Mất cân bằng cái mặt ba nó ngủ ngắm ngủ lắm. Ừ. Em học cái dạng của thầy là em quá quá hậu. Đẹp hơn anh. À. Sau em bơm máu, từ tay bơm máu. Vậy là cái ba sau bơm nó máu đến đâu. À. Bữa sau là em trong cái mạch bình hồi của ba này. À. Rồi em lắc. À, lắc. Lắc xong rồi rồi em cho ba nằm xuống, em chưa một cái đá nằm được cái mặt ba. À. Em làm ba hôm mà ba thôi luôn á. Ừ. Nó cứ giống như cái bàn tay rồi làm luôn nào. Thì nó thiếu máu não mà. Đó. Ừ. Đúng á. Đúng Phật rồi. Thôi tốt rồi. Rồi. Ok.